Hello, xin chào quý vị chị nhà đầu tư. Chào mừng quý vị chị đến với ITP Club Channel. Thì video này Xuân Thịnh sẽ phân tích về cổ phiếu đang được khá là nhiều quý vị chị đang quan tâm và hôm nay có mức tăng tương đối tốt, đó chính là cổ phiếu BCM. Thì đối với cổ phiếu BCM này thì nếu mà anh chị em đã theo dõi từ trước thì Xuân Thịnh đã có những cái nhận định là cổ phiếu này sẽ tạo đáy và đi lên. Thì bằng chứng là ở cái bài post Facebook cách đây khoảng một tháng, Xuân Thịnh đã có đề cập tới ở đây, chính xác là ngày 6 tháng 11, thì chúng ta đã có phân tích về một điểm mua của cổ phiếu BCM đúng không? Thì hình ảnh nó có rõ ràng cũng như là các cái luận điểm đầu tư về cổ phiếu này, giới thiệu về doanh nghiệp, rồi luận điểm đầu tư các cái thế mạnh của BCM hay là các cái luận điểm về phân tích kỹ thuật cũng như là giá mua và mục tiêu lợi nhuận ha. Giá mua chúng ta đặt ra đó là 57, 58 này. Và mục tiêu lợi nhuận là 20 cho tới 21%. Thì hiện tại nó đã tăng rồi và còn tăng về đâu, có đạt được mục tiêu hay không? Thì chúng ta sẽ cùng phân tích trong video lần này nhé. Ok, anh chị em có thể thấy trên màn hình thì cổ phiếu BCM sau khi mà chạm những cái vùng hỗ trợ khung đồ thị tháng, đồng thời cái trạng thái cái giảm của khung đồ thị tuần nó suy yếu, trạng thái giảm suy yếu cộng với hỗ trợ bên dưới thì khả năng bật lên rất là cao. Chúng ta đã có cái điểm mua khi mà nó về tới vùng hỗ trợ quanh 56, 57 rồi ha. Mua sớm thì là 57. Thì với cái sức bật của BCM nó còn bật tới đâu? Thì chính xác ở thời điểm này nó quay trở lại vượt được cái vùng cái đồ thị 17 nến, vượt được 17 nến với một cái trạng thái tăng tương đối mạnh, thì nhiều khả năng đối với BCM ngày mai nó sẽ vượt ngay luôn cái cản 64 và hướng tới cái vùng tiếp theo, đó là vùng 68 cho tới 70. Đây cũng chính là cái vùng target mà chúng ta đã đặt ra từ trước. Thì hy vọng rằng cái video này sẽ giúp cho quý vị anh chị sau khi mua BCM ở một vùng giá tốt thì chúng ta có thể canh để chốt lời khi mà đạt kỳ vọng. Còn anh chị em nào mà chưa có cổ phiếu BCM thì hạn chế, có thể là hạn chế mua đuổi trong phiên các phiên tiếp theo, bởi vì lợi nhuận của chúng ta sẽ không còn được quá tốt, cũng như là cái rủi ro khi mà BCM về các cái vùng cản phía trên nó sẽ có tín hiệu điều chỉnh và tích lũy trở lại, chúng ta sẽ có các cái điểm mua sau phù hợp hơn. Anh chị em chưa biết điểm mua nào phù hợp và sau này thì có thể liên hệ với Xuân Thịnh theo số là 0877074444 hoặc là mở tài khoản tại VPS theo ID 9784 để được hỗ trợ nhiều cổ phiếu có cái điểm mua và mục tiêu lợi nhuận tốt hơn cả nhà nhé. Sau khi chốt lời thì anh chị em cũng có thể share một chút lọc hay là mời một ly cà phê để động viên tinh thần, để Xuân Thịnh sẽ ra tiếp các cái video để giới thiệu cổ phiếu nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào quý anh chị trong các video lần sau. Số tài khoản tại VPBank 0877074444. Mời cà phê nhé cả nhà.